Hi, chào anh em nha. Chào mừng anh em đã lại kênh của mình nha. Hôm nay mình có test một vụ đầu ý nha anh em. Tình hình dịch bệnh quá, anh em nào thì ở nhà thì ở yên chỗ đó đấy nha. Đừng có ra nhà, ra ngoài thì đường chỉ xá gì để phòng chống dịch nha anh em. Rồi, mình cũng ở nhà, mình cũng lên các video clip cho anh em xem. Rồi mình sẽ quay cho anh em một bộ dịch man quý 7,5. Rồi. Xin giới thiệu anh em một bộ Z-Man của Ý nha. Nguyên thùng. Cái đâm. Rất là ok luôn nha. Rất là đẹp luôn nha. Này còn nguyên riêng hết nha anh em, Z-Man. Có khở từ rồi le tự ngắt các kiểu. Full chức năng luôn nha. Rồi mình sẽ giới thiệu vào bên trong nha. Rồi đầu tiên là mình sẽ giới thiệu cho anh em cái thùng, nó nằm trong nguyên cái thùng luôn nha. Nguyên thùng chứa nước, nước là mình chứa dưới này nha. Nước là mình chứa dưới này là nó có không, nó có cái chỗ mình cấp nước vào nha. Mình cấp nước vào, một đường cấp nước vào với một đường xả nước ra nha. Xả nước ra, nó có xả nước ra nữa nha. Sẽ nước ra chỗ này luôn nha anh em. Anh em mà xài xong thì lâu ngày thì mình xả ra cho nó có cặn rác dưới này nha. Nên xả này nha. Rồi cái thùng này thùng này nắp luôn nha, hoặc là bốn bánh xe đẩy, có khóa bánh xe luôn nha. Rồi giờ mình sẽ giới thiệu vào cái đầu nén. Đầu nén tia sứ này là tia sứ 18 ly, đầu của dòng quý hiệu AR, hiệu của AR nha anh em. Đồng hồ này nguyên riêng, tay hồi xài súng, hai rờ le áp 200 250, tự ngắt khi thả cò súng. Thi sứ 18 ly đầu quý, tay hồi rất là ok. Rồi dưới này là nó có một cái đường hút, đường hút của nó là một qua một cốc lọc quý luôn, nguyên riêng của nó luôn nha. Cốc lọc này rất là đẹp chưa, rất là mới. Lọc nước anh em xài tia sứ thì phải có cái lọc nước cho nó bền tia sứ, bền phốt của mình nữa. Rồi dưới này là nó có một cái lọc nữa nha, một cái lọc lọc màu đỏ mình đã bỏ vào. Lọc màu đỏ nha anh em. Rồi cái này là đường dây hút vào máy nha. Mình đã chế đường hút hồi xài hồi đây hồi nước về vào đó, có hồi ra hay là ra tự ngắt. Rồi sẽ giới thiệu cho anh em bộ khởi động từ của nó nha. Bộ khởi động từ của nó đây rất là đẹp nha. Khởi động từ này nó được tối đa nó được 5,5 kg nè, chạy 26 ampe, 240 V. Này dòng điện cái này là cái timer của nó, 2-3 timer luôn. Này cái timer tự ngắt, chỉnh anh em chỉnh cỡ 3 giây ngắt nha, 3 giây cỡ 3 giây ngắt. Chứ nhiều lúc anh em xài ngắt không dây thì cũng được, mà chỉnh 3 giây thôi. 3 giây thì ngắt xuống nha, ngắt máy luôn. Công tắc nè, còn rất là mới luôn nha. Ông từ hộp thùng nguyên thùng. Anh em về đấu điện qua 3 pha, mình đã đấu điện qua 3 pha 38 từ ngắt rồi nha. Xí nữa mình test máy cho anh em xem. Motor này là motor 5.5 kW, 7.5 ampe, 7,5 ngựa. Rất là ngon, test qua 20 mét dây, nấu nhanh cho anh em luôn. 20 mét dây nấu nhanh, có nấu nhanh 20 mét dây. Súng này súng của Đài Loan. Test qua cái bếp xoáy nha, bếp xoáy của Đài Loan luôn nha. Vì súng bãi thì mình cũng hết hàng rồi, xài súng Đài Loan xài cũng được luôn nha anh em. Rồi có ok. Test máy Z-Man nha anh em. Bay vừa luôn.
Nó vừa luôn nè, nát nó vừa luôn. Đó, anh em thấy không, quá khủng nha. Đó, ngắt súng là ngắt máy luôn nha. Đó, quá đã luôn nha, bay vừa luôn nha. Đó, vô gũ ra đi. Trời quá dữ rồi. Đó, cho bên đó đi. Đó, bên trái cho anh em. Từ le thì ngắt ok hết nha. Đó, đầu thì chạy rất là êm luôn nha, quá đỉnh luôn nha anh em. Tự ngắt luôn, ngắt súng là ngắt máy rồi, quá ngon lành luôn. Đó, bay dừa luôn nha, anh em nào mua về làm dừa thì làm nha. Sạch bỏ dừa luôn. Nay dịch bệnh quá, nhà mình test máy vui nha chứ. Cho anh em tham khảo. Đó, bay vừa luôn nha anh em. Em thấy không? Con này á là anh em xài là quá đã luôn. Này là chỉnh mấy giờ, mấy giờ là anh tắt? Bấm đứng. Rồi anh em. Mặt công tắc qua trái nha. Ở đây. Bét xoáy luôn nha, bét xoáy 360 độ nha. Đó, xoáy 360 độ. Nó vừa xoáy, nó làm cho đánh quay vòng tròn anh em. Cho cá cụi cho đắp cho nó nhanh ra nha. Đang chạy nó tự tắt à. Làm máy đang chạy tự tắt nha. Đó, thấy không? Thấy không? Đó. Quá xoáy luôn nha. Anh thấy xoáy không? Chị xài là 3 pha, và những 3 pha 38 xài nữa, tải xe ben không chạm là quá đã luôn nha. Rồi xong nha anh em. Rồi cảm ơn anh em đã xem hết video clip mình. Anh em hãy con này mình đã bán rồi nha. Đó, nguyên thùng này rất là đẹp, Z-Man mình đã bán rồi. Nếu mà anh em nào muốn thì có đồ rồi chứ không có nguyên thùng mà như vậy nha. Rồi
cảm ơn em đã xem hết video clip mình. Anh em hãy xem cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh nha, để ủng hộ mình. Mình ra nhiều video clip tiếp theo cho anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã xem hết video clip. Bye bye, hẹn gặp lại anh em nha. Xin chào anh em. Bye bye. Có đã anh em nào nguyên bộ đi kèm đó là Bentley 2 nha.